Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Quá sốc, người Indonesia thắc mắc Việt Nam là nước cộng sản tại sao lại không nghèo mà lại phát triển hơn cả nước tư bản. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đường lối chiến lược cách mạng đúng đắn đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại cho nên đang được thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của cả dân tộc, thể hiện được năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị. Có nhiều đảng viên của đảng là những tấm gương, những tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy chỉ có một đảng cách mạng chân chính, có đường lối đúng đắn, có thực sự bản lĩnh, có trí tuệ phân đấu về mục tiêu phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảng có mấy xứng đáng là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chính điều này đã dấy lên những thắc mắc đối với người dân Indonesia rằng Việt Nam là nước Cộng hòa nhưng lại phát triển vươn lên thành một trong số những quốc gia hàng đầu châu Á. Việt Nam đã áp dụng những chính sách nào dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Cho đến tận hôm nay, sau hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo cách mạng, vẫn có một số người thắc mắc. Tại sao ở Việt Nam chỉ có duy nhất một đảng nắm quyền lãnh đạo, có người còn mặc nhiên phán xét Việt Nam vi phạm quyền tự do dân chủ về chính trị? Sự thật vấn đề này là gì? Phải nhìn nhận từ góc nhìn lịch sử để có câu trả lời bằng sự thật lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cho thấy, dù không ai tranh giành, không ai gật bỏ nhưng tất cả các đảng phái, tổ chức chính trị ở Việt Nam ngoại trừ Đảng Cộng sản đều không nắm được về lãnh đạo cách mạng. Các đảng phái tổ chức chính trị dù là đảng của các nhân sĩ trí thức từ nước Nhật thành hay là đảng của giai cấp tư sản dân tộc, cơ bản đều chưa có đường lối chính trị rõ ràng, thiếu hệ thống tổ chức chặt chẽ, có những đảng viên của tổ chức đảng phái chính trị nói trên thiếu bản lĩnh cơ hội, vì thế không đảng phái nào đủ năng lực và uy tín chính trị lãnh đạo cách mạng. Cho dù có những đảng được phép hoạt động công khai, thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ của các thế lực ngoại bang cả về phương tiện tổ chức, lẫn tiền bạc như là Việt Quốc, Việt Cách đều thất bại và tan rã nhanh chóng. Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 so với nhiều đảng phái chính trị khác có thời gian ra đời muộn hơn, nhưng ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm quyền được nhiều lãnh đạo cách mạng, được các tầng lớp giai cấp xã hội thừa nhận vai trò lãnh đạo của cách mạng. Lý giải vấn đề này, nhiều sử giá và nhiều nhà phân tích chính trị trong và ngoài nước đều thống nhất nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã đề cập ra những chủ trương, đường lối đúng đắn phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của lịch sử. Mặt khác, đang có phương pháp tổ chức, chỉ đạo hoạt động, phương pháp vận động quần chúng khoa học linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn từ những yếu tố đó đang được tạo lập uy tín đối với nhân dân, từ nhân dân hết lòng ủng hộ sức mạnh của Đảng, bắt nguồn từ niềm tin của hết thành nhân dân đối với Đảng, có được niềm tin ấy, dù Đảng tồn tại dưới hình thức nào Bí mật hay công khai, dù có bao nhiêu đảng phái, tổ chức khác tham gia trên vũ đài chính trị vì quyền lãnh đạo cách mạng vẫn thuộc về Đảng Cộng sản, có thể khẳng định uy tín chính trị là yếu tố căn bản trong việc xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, song sẽ thiếu tính thuyết phục và phiến diện nếu chỉ lấy tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng làm tiêu chí khẳng định tính ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam so với các đảng phái khác. Thực tế, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản đã nắm quyền, lãnh đạo cách mạng và được tất cả các giai tầng trong xã hội Việt Nam thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng sở dĩ như vậy là bởi Đảng Cộng sản Việt Nam sớm biết dương ngọn cờ cao độc lập nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ngày đầu đã xác định được mục tiêu cách mạng, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyên vọng cấp bách của toàn thể dân tộc. Đồng thời, mục tiêu đó phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Cùng với đó, Đảng đã xây dựng được đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn với tránh cường vấn tắt, sách lược vấn tắt cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua hội nghị thành lập đảng. Những vấn đề cơ bản mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam được giải quyết. Bên cạnh đó, những cán bộ đảng viên của đảng được huấn luyện thử thách rèn luyện trong phong trào cách mạng, luôn bám sát thực tiễn, có đủ năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị, không phụ lòng tin của nhân dân. Những tấm gương kiên trung của đảng đã tỏ ra tinh thần yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên quyết hy sinh, đấu tranh làm tròn sứ mệnh của lịch sử, giao phó tiến trình lịch sử đáng, lãnh đạo dân tộc đứng lên tổng khai nghĩa giành thắng lợi cách mạng năm 1940, năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta, đi qua hai cuộc kháng chiến, trường kỳ hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ 20, hoàn thành trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng duy nhất cầm quyền đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử từ nguồn nước nghèo nàn, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp. Đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thực tiễn đó đã khẳng định, 100 lính ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từng thăng lại này đến thăng lại khác. Tất nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có lúc đảng ta bị quân thủ khủng bố, ác liệt, toàn bộ ban chấp hành trung ương đảng, Sứ ủy đều bị bắt, các tổ chức cơ sở đáng bị đánh phá dữ dội, thiệt hại nặng nề, nhưng về trò lãnh đạo cách mạng của đảng chưa bao giờ bị đứt quãng, bị các đảng phái chính trị khác tiến quyền. Bởi trong những giờ phút khó khăn nhất, ác liệt nhất đã có lớp đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hy sinh oanh liệt vì sự nghiệp cách mạng, các đồng chí Tổng Bí Thư, Trần Phú, Nguyễn Văn Cử, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong và các nhà lãnh đạo của đảng như là Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng nhân dân, tạo nên niềm tin giữa dân với đảng mà không một kẻ thù nào, không một thế lực nào có thể chơi lìa. Niềm tin của nhân dân ta đối với đảng là sức mạnh làm nên mọi chiến thắng của dân tộc. Chính niềm tin là cơ sở quan trọng nhất duy trì sự lãnh đạo liên tục của đảng với cách mạng Việt Nam. Rõ ràng, chỉ một đảng cách mạng chân chính có đường lối cách mạng đúng đắn, thực sự có bản lĩnh, trí tuệ phấn đấu vì mục tiêu phòng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân được nhân dân yêu mến, thừa nhận quyền lãnh đạo đảng, đó mới xứng đáng là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Như vậy mới chỉ có một đảng cách mạng chân chính vì để có đường lối đúng đắn, có thực sự bản lĩnh, có trí tuệ phấn đấu vì mục tiêu phòng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân, đảng đó mới xứng đáng là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và cho đến thời điểm hiện tại, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia cũng đã phát triển nhanh chóng, đáng chú ý là mối quan hệ giữa hai bên đã trụ vững qua những thử thách về thời gian, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và chiến tranh lạnh và tồn tại bất chấp một số thay đổi mang tính kiến tạo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và ngoại giao toàn cầu. Cũng theo bài viết Indonesia, và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chính trị và an ninh chiến lược chung ở biển Đông Trung Nam Á. Dù có bao nhiêu đảng phái, tổ chức khác tham gia trên vũ trụ này đi chăng nữa thì quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn thuộc về Đảng Cộng sản. Uy tín chính trị là yếu tố căn bản trong việc xác lập Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam song sẽ là thiếu tính thuyết phục và phiến diện nếu chỉ lấy tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.